Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 184. Lời của Sư Phụ: tu hành khôi phục hoàn toàn trí huệ của linh hồn. Không phải là sau khi thiền trăm lần đủ cả trăm, chúng ta sẽ đạt được mọi điều mình muốn. Không phải vậy. Điều quan trọng là dù có đạt được điều mình muốn hay không, chúng ta vẫn vui vẻ và sẽ tìm cách để đạt được những chuyện khác. Thay vì đứng dậm chân tại chỗ, cảm thấy đau khổ về những điều mình bị mất hay những điều không thể đạt được, chúng ta trở nên khôn khéo, uyển chuyển hơn, rồi thử rất nhiều cách để đạt được những chuyện khác và vui với tiến trình này. Đây là lợi ích của thiền định. Chúng ta hầu như lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi không muốn quý vị có ảo tưởng rằng khi quý vị thiền, mọi thứ sẽ đến theo ý muốn. Cũng có, nhưng đôi khi hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Những điều chúng ta mong muốn không xảy ra, và đôi khi Thượng Đế cho chúng ta một hoàn cảnh bất thường, và nếu không có thiền định, chúng ta sẽ không nắm vững được vấn đề. Chúng ta bắt đầu thấy đau khổ vì những hoàn cảnh xảy ra không đúng ý mình. Cho nên, không phải nếu chúng ta thiền thì mọi việc sẽ luôn thuận lợi. Không phải lúc nào cũng được như vậy, nhưng chúng ta có thể cười với hoàn cảnh thay vì khóc. Khi đã có trí huệ dự trữ bên trong đạt được qua sự khai ngộ, nếu gặp trở ngại, chúng ta luôn luôn có thể đối phó được. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người tôn sùng các vị thánh, những vị xuất gia, linh mục và tu sĩ, vân vân. Người ta tôn sùng những vị tu hành thật sự, những vị đã thật sự khai ngộ bên trong, vì họ luôn luôn có hạnh phúc, tự tại và đáng tin cậy. Nhiều người tin theo họ dù rằng nhiều khi họ không tìm danh lợi hay đệ tử. Nhưng người ta muốn kết bạn với những vị thánh thiện này. Và trong hầu hết mọi hoàn cảnh, những người tu hành tâm linh luôn luôn có sự may mắn. Nói chung, đệ tử của bất cứ vị minh sư nào cũng có hạnh phúc, may mắn và đạt được mọi sự mong muốn trong đời về phương diện thể chất, tinh thần hay tình cảm. Và dĩ nhiên là về mặt tâm linh. Ngài họ rời bỏ thân thể vật chất, họ đi thẳng lên thiên đàng. Chắc chắn là vậy. Cho nên, để có được hạnh phúc, ngay cả trong đời sống vật chất này, chưa nói tới thiên đàng, để có được hạnh phúc tại đây, để sống một cuộc đời sung sướng và là một người thông minh hơn tại đây, chúng ta phải có thiền định. Tôi hy vọng tôi không làm phật ý quý vị. Chúng ta có thể đã rất thông minh rồi, nhưng chúng ta chưa sử dụng hết lực lượng não bộ của mình. Chỉ sử dụng có 5% hay 10% mà chúng ta đã rất tài giỏi rồi, đã sáng chế được rất nhiều thứ. Cho nên, giả sử quý vị thiền và sử dụng nhiều lực lượng não bộ hơn, dĩ nhiên quý vị sẽ thông minh hơn. Người bình thường chỉ sử dụng tối đa 10% lực lượng não bộ, đây là điều ai cũng biết, đã được khoa học chứng minh. Vậy chúng ta để 80% hay 90% còn lại ở đâu? Bị lãng phí. Đó là lý do tại sao chúng ta không giống những chúng sinh toàn thiện. Chúng ta không cảm thấy trọn vẹn. Chúng ta cảm thấy bực bội và cảm thấy yếu đuối bởi vì chúng ta chưa sử dụng được trọn vẹn lực lượng của mình. Cho nên, thiền định, nói một cách khác là để sử dụng trọn vẹn lực lượng của mình. Đó là lý do của thiền định. Đó là ý nghĩa của thiền định, để khai thác trọn vẹn năng lực của mình, để chúng ta có thể trở thành toàn năng, giống như là Thượng Đế, hay tối thiểu như là con cái của Thượng Đế. Bằng không, đôi khi chúng ta cũng không có đủ sức chăm sóc những vấn đề nhỏ hay chuyện nhỏ, không luôn luôn thành công trọn vẹn theo ý mình, bởi vì chúng ta thiếu lực lượng hay thiếu trí huệ. Vì vậy, nhận biết Thượng Đế là nhận biết chính mình hoàn toàn, và khi nhận biết chính mình hoàn toàn, chúng ta nhận biết Thượng Đế. Lúc đó, vì chúng ta đồng nhất với Thượng Đế, chúng ta sẽ giống y như Ngài, theo cách Ngài đã tạo nên chúng ta, bởi vì Thượng Đế tạo nên con người qua hình ảnh của chính Ngài. Sư Phụ khai thị, mang hòa bình thiên đàng đến địa cầu. Ngày 18 tháng 2, Kim Niên 4, 2007, Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các hội viên và quan khách chào đón Tết âm lịch
với một thông điệp quan trọng về hòa bình, tình thương và sự bảo tồn mẹ địa cầu xinh đẹp của chúng ta. Một bài hát dễ thương do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác đã chan hòa bầu không khí dịp lễ hội vui tươi này, chan chứa lòng người với tình thương, lòng từ bi và an lạc. Ân sủng tràn đầy của lời chúc đầu năm. Chúc tất cả quý vị nhiều may mắn, tốt lành, một năm mới phát đạt và quan trọng nhất là một năm mới hòa bình. Tôi thay đổi lời bài hát một chút cho thích hợp với năm mới và chúng ta sẽ hát giống như điệu nhạc của bài Mừng Sinh Nhật. Mừng năm mới thiên cung, mừng năm mới địa cầu, mừng năm mới chúng sinh, mừng năm mới thanh bệnh. Quý vị nhớ được chưa? Nào, mình cùng ca với nhau. Sư phụ và mọi người hát. Hay lắm, chúng ta chúc thế giới hòa bình trên thiên đàng, hòa bình ở trái đất, hòa bình cho mọi người và tất cả chúng sanh. Ít nhất cũng phải là năm nay, nếu lời chúc của chúng ta thành tâm, có thể sẽ thành sự thật. Thấy như chúng ta sẽ có hòa bình và cũng rất gần theo như những tin tức chúng ta nghe thấy ngày nay. Mặc dù vẫn còn chút xung đột chỗ này chỗ kia giữa một số kẻ thù tiền kiếp đầu thai lại, nhưng họ cũng đang san bằng những vấn đề của họ. Nhưng xem có vẻ bây giờ chúng ta có hòa bình hơn bao giờ hết, phải vậy không? Khán giả, dạ. Đúng vậy. Chúng ta sẽ càng ngày càng thêm hòa bình. Đáng lẽ phải như vậy, nếu loài người muốn sinh tồn, bởi vì chúng ta đã làm thiệt hại quá nhiều chúng sinh đẹp đẽ mà mình gọi là mẹ địa cầu này. Và tôi hy vọng chúng ta vẫn còn đủ thời giờ để khôi phục lại, chỉnh đốn, sửa chữa nó. Cho nên, bắt buộc phải hòa bình, bởi vì trong hòa bình chúng ta mới có thể tái thiết quốc gia. Trong hòa bình chúng ta mới có thể gây dựng lại tình thân hữu. Chỉ trong hòa bình chúng ta mới có thiên đàng, không còn cách nào khác để sống với nhau ngoại trừ trong hòa bình. Có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm trên đời này, ai cũng biết vậy, hơn là đem súng bắn người. Đó là điều chúng ta không bao giờ nên nghĩ tới. Chúng ta không bao giờ thậm chí nghĩ tới điều như vậy trong suốt cuộc đời. Nhưng anh chị em chúng ta đã có tỉnh ngộ chút rồi, cho mục đích cần kiếp, quan trọng bắt buộc này, mục đích hòa bình. Ai cũng nói về hòa bình, nhưng mình phải làm gì đó để đóng góp vào, bằng cách thương yêu láng giềng, bằng cách dừng lại không làm những việc mình nghĩ và biết là sai. Việc gì sai phải ngừng ngay lập tức, việc gì đúng thì mình làm liền. Đây là một lối sống rất là giản dị, không cần phải nhìn đi đâu để kiếm thiên đàng, trừ phi chúng ta hòa thuận với láng giềng và hòa bình trong tâm. Như tôi đã nói nhiều lần rồi, một thanh niên thiếu nữ lớn lên trong tình thương cha mẹ, họ được thương yêu từ lúc lọt lòng, trước khi lọt lòng, sau khi sinh ra và trong lúc lớn khôn, họ phát triển, trưởng thành trong tình thương của cha mẹ, của bạn thân, của chồng vợ và con cái thân yêu của họ. Đó là cách họ nên lớn lên và sống cuộc đời của họ trong tình thương và sau đó trong hòa bình. Không ai trên thế giới này nên chuyển tình thương đó trở thành thù hận, bắt người ta ra chỗ nào đó tiêu diệt tình thương ấy và tiêu diệt tình thương của người khác, người không đụng chạm gì đến cá nhân của họ. Vậy là sai, tuyệt đối sai, ngay cả dưới cặp mắt của con người, nói chi tới mắt của Thượng Đế. Khỏi cần đem Thượng Đế vào sự bàn luận này, nếu chúng ta không bắt đầu làm gì đó cho đúng và sống hòa thuận với nhau. Chúng ta có nhiều việc cần kiếp phải làm, có nạn đói cần phải giải quyết, có trẻ em đang chết đói, có người già cả không được chăm nom, có thú vật đang bị hành hạ, bỏ rơi. Chúng ta có đủ thứ vấn đề nho nhỏ chỗ này chỗ kia và những vấn đề to lớn chỗ này chỗ kia đang cần phải lo. Ngõ hầu, đời sống ở tinh cầu này tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể lãng phí thời giờ, sức lực và tiền bạc vào việc giết chóc. Chúng ta phải bỏ thời giờ, sức lực vào tình thương và xây đắp hòa bình. Bởi vì nếu không chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ, mọi người đều biết chúng ta sẽ không còn thời giờ cho bất cứ việc gì khác. Có thể là kẻ thắng trận và kẻ bại trận sẽ chết trước khi chiến tranh chấm dứt. Nếu tinh cầu chúng ta tận,
Tôi đã nói nhiều lần rồi, cho nên không cần phải lặp lại ở đây. Hãy làm người đầu tiên bảo vệ địa cầu. Nhưng có một điều là tôi phải cảm ơn quý vị, những hội viên trong những năm qua, nhất là những năm này có nhiều tai họa do thiên nhiên và nhân tạo trên khắp thế giới. Quý vị đã vô cùng từ bi và đã chuyên cần trong việc giúp đỡ anh chị em thiếu thốn của mình. Do đó, tôi phải cảm ơn quý vị rất nhiều và vô cùng hãnh diện với quý vị. Chúng ta nên tìm hòa bình thế giới. Nếu tiếp tục chiến tranh, chúng ta sẽ không còn thời giờ để sửa chữa thế giới xinh đẹp của mình. Con cái chúng ta, những thế hệ mai sau sẽ không có một chỗ để sống. Cả thế giới có thể bị hủy diệt. Sự hủy diệt này có thể không làm hại tới mình, những người tu pháp môn Quán Âm. Vì chúng ta đã tìm thấy Thượng Đế và an toàn rồi. Tuy nhiên, cũng nên duy trì thế giới này để cho anh chị em của mình cũng được thăng hoa nữa. Nếu một người phải chịu cái chết thảm thương và bất ngờ, thì khó cho linh hồn của người đó tỉnh ngộ và giải thoát. Cho nên chúng ta chờ. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta nên sửa những gì mình có thể sửa được. Nhất là chúng ta nên làm người đầu tiên làm vậy. Thí dụ, chúng ta ráng tiết kiệm năng lượng bất cứ lúc nào có thể. Tôi thường dặn quý vị dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Và việc đó mình đã làm rồi. Bây giờ nếu có loại xe không thải khí độc thì mình mua một chiếc. Nếu có thể sử dụng chung xe để đi làm, đi mua sắm, chở con cái tới trường, vân vân, hãy ráng đi một xe bằng mọi cách. Cách này chúng ta có thể bảo tồn năng lượng và giảm thiểu khí độc thải ra trong không khí. Ở nhà thì cố gắng tái chế những gì có thể dùng được. Thí dụ, ráng tiết kiệm nước. Nước tuy có sẵn nhưng cần phải có điện để mang nước vào nhà. Do đó, cung cấp nước vào nhà tốn rất nhiều năng lượng. Cung cấp điện cũng vậy. Chúng ta nên tiết kiệm năng lượng được lúc nào hay lúc đó. Không phải vấn đề tốn tiền mà thôi, mà còn cứu được thế giới nữa. Đừng đợi hàng xóm làm trước. Việc gì mình làm trước được thì làm. Tôi trở lại Tây Hồ bằng taxi. Ông tài xế hỏi tôi nhiều câu hỏi và tôi đã giải thích cho ông. Tôi nói tôi tiết kiệm năng lượng bằng cách nào, như là dùng xe không thải khí độc. Đây là những loại xe mới sáng chế. Tôi nói tôi ăn chay. Bây giờ Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố rằng nuôi gia súc là ngành gây ra nhiều khí độc nhất, cho nên mình ăn chay là chuyện tốt. Tôi nói ông tài xế lý do chính tôi ăn chay là vì tình thương. Ông nói, lợi ích gì nếu mình là người duy nhất ăn chay trong khi 10 người khác ăn thịt? Tôi nói, tôi chỉ có thể lo cho tôi trước. Nếu ai cũng nghĩ như ông, người này đợi người kia làm trước, thì chừng nào mới đạt được mục tiêu? Tôi thấy điều gì đúng, điều gì phải, thì tôi làm trước. Nếu hàng xóm đồng ý với tôi, theo gương tôi, thì tốt. Nếu không, ít ra tôi cũng đã làm phần của mình, thi hành bổn phận của mình. Nếu tôi không làm những gì tôi nghĩ là đúng, và mọi người khác đều nghĩ như vậy, thì không ai làm điều gì đúng cả. Nhiều người không làm điều hay lẽ phải, vì họ đều nghĩ có lợi ích gì nếu một người duy nhất làm, còn 10 người khác thì không. Có lợi ích gì không? Khán giả, có. Có. Tôi kể với ông tài xế, thí dụ như có 2 hay 3 ngọn đèn trong khu thương xá tối còn hơn là không có gì hết. Khi mình bước vào một căn nhà lớn, tối tăm, mình thắp một ngọn nến, có phải mình có thể nhìn được nhiều thứ không? Không cần biết căn nhà to lớn đó đã tối tăm hàng ngàn năm rồi. Một khi bước vào, mình đốt một ngọn nến lên, mình thấy được xung quanh. Rồi khi một người nữa vào, họ thấy ngọn nến đó làm chung quanh sáng lên, họ cũng bắt chước, cũng đốt một ngọn nữa. 2 ngọn nến là sáng hơn rồi. Chúng ta làm vậy, hết người này đến người kia, từng bước một chúng ta ảnh hưởng người khác. Khỏi cần nói chi cả. Thật ra, đôi khi nói nhiều, người ta lại không nghe. Đôi khi họ không hiểu rõ và đôi khi rất ít người nghe. Bây giờ quý vị sản xuất truyền hình vô thượng sư, phát hành những bài thuyết pháp của tôi từ hồi xưa. Tôi có xem một vài lần chương trình. Tôi nói, người đó nói cũng hay, nhưng bà ta nói với ai vậy? Tại sao bà ta lại du hành khắp mọi nơi,
nói những chuyện không mấy người quan tâm tới. Tuy nhiên chúng ta phải quan tâm, bởi vì chúng ta vẫn còn sống trên thế giới này. Khi vẫn còn trong thế giới này, chúng ta phải ráng hết sức bảo vệ cho thế giới và tất cả những chúng sinh của thế giới. Lên thiên đàng rồi thì không cần thiết phải nói những điều này nữa. Nhưng trong khi còn ở đây, chúng ta phải sửa chữa và bảo vệ thế giới. Tương tự, nếu quý vị bán nhà mình cho người khác rồi, thì quý vị không thể làm gì được. Nhưng trong lúc còn ở trong căn nhà đó, thì chắc chắn quý vị phải sửa chữa và bảo trì. Không phải vì bản thân không thôi, mà còn vì sự an toàn của những đồng bọn của mình. Mời khách vào một căn nhà hư hại, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thì thật là điều không đúng. Không phải mình quá lo lắng về những thứ vật chất, nhưng ở bất cứ nơi nào mình cũng phải ráng sửa chữa cho nơi đó, không phải vì bản thân thôi, mà vì cả thế giới nữa. Thật ra, thế giới ta bà này không có gì quan trọng đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã biết đường về. Cho dù thế giới này không hiện hữu, chúng ta cũng biết có hàng tỷ thế giới khác mình có thể tới được. Nhưng rất nhiều người không biết điều đó, cho nên chúng ta không có quyền phá hoại thế giới này, đúng không? Khán giả, dạ đúng. Sư phụ kể chuyện Minh Sư Chuột Vàng. Có một vị được gọi là Minh Sư, thậm chí có lẽ là Vô Thượng Sư. Mọi người đều cho rằng ông là người đức hạnh và cũng rất thanh khiết. Ví dụ quý vị không được cúng dường bất cứ món gì cho vị Minh Sư này. Nếu không, thì thẻ tâm ấn sẽ bị tịch thu. Vì vậy, ông là loại Minh Sư đó. Và ông cũng có vợ con và một cuộc sống bình thường. Nhiều Minh Sư có vợ có con, tôi có rất nhiều con, chỉ là không có chồng. Đó là sự khác biệt duy nhất. Vị thầy này có vợ con, vân vân, và ông cũng rất nổi tiếng là liêm khiết và trong sạch. Và một số chính trị gia trong quốc gia của ông, như tại nhiều quốc gia, có nền dân chủ công khai. Trong các quốc gia dân chủ như thế này, người dân có thể bầu bất cứ ai họ muốn để lãnh đạo quốc gia, quận hoặc bang. Vì vậy, trong bang của vị Minh Sư này, có một số người tự đề cử mình lãnh đạo bang đó. Và một ngày, những chính trị gia này đến nhà của vị được gọi là Minh Sư và tìm cách kêu Minh Sư nói với đệ tử của ông bầu cho họ. Bởi vì nhiều vị thầy hoặc Minh Sư có rất nhiều đệ tử, điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn. Thậm chí một lá phiếu cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Cho nên, họ tới cố gắng nài nỉ các đệ tử của Minh Sư kia, nhưng họ cũng biết rằng vị gọi là Vô Thượng Sư này không thể bị mua chuộc hoặc hối lộ gì cả. Vì vậy, họ thử người vợ của vị Minh Sư. Thông thường điều này có thể có hiệu lực, vì các bà vợ thường là người sắp xếp cho các quan chức cao cấp hoặc những nhân vật quan trọng. Vì vậy, những thuộc cấp này đến và nói với người vợ của Minh Sư rằng: "Xin bà làm ơn giúp chúng tôi. Bà hãy nói với chồng bà là một điều cho chúng tôi. Rồi sau này bà có cần bất cứ điều gì, chúng tôi đều sẽ lo hết." Nhưng bà vợ nói: "Điều này rất khó. Các ông biết chồng tôi rồi đấy. Ông ấy là một người rất trong sạch và thanh khiết. Ông ấy sẽ không chấp nhận điều này đâu. Tôi không dám bảo ông ấy. Làm họ cúng dường ông thỏi sô-cô-la không?" Chỉ một thỏi sô-cô-la thôi mà bị mất thẻ tâm ấn. Làm sao tôi có thể nói với ông ấy mấy chuyện như thế này được? Cho nên các chính trị gia nói: "Ồ, thưa bà có thể làm được. Bà có thể ráng. Nói cho chúng tôi biết thầy cần gì, chúng tôi sẽ làm. Hãy thử đi, ít nhất cũng thử xem. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho bà nếu việc này không thành công. Cứ thử đi." Có lẽ vợ của vị Minh Sư cũng được ảnh hưởng từ chồng mình, hoặc bản tánh của bà cũng rất từ bi, hoặc bà đã học được từ giáo lý. Và bà nói: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cho các ông biết điều gì có thể hiệu lực. Chồng tôi sinh năm Tý. Theo tử vi Trung Hoa, chồng tôi tuổi Tý. Vì vậy bây giờ các ông hãy về nhà và làm một con chuột bằng vàng để tặng ông ấy nhân ngày sinh nhật vào tuần tới. Rồi tôi sẽ ráng hết sức." Nghe vậy, các chính trị gia rất vui mừng và nói: "Ồ, dân, được, cảm ơn bà. Chúng ta đi thôi."
và sau khi họ về nhà, họ tới cửa hàng trang sức đặt là một con chuột bằng vàng, giống hệt như con chuột nhưng bằng vàng khói. Người vợ đã dặn dò họ, phải bằng vàng khói, không phải mạ vàng. Chúng tôi không chấp nhận đồ giả, chúng tôi giảng dạy sự thật, chân lý. Vì vậy, tuần sau đó, các chính trị gia mang con chuột vàng đến cho người vợ, và người vợ tìm cách để trao nó cho vị thầy. Nhưng ông hỏi, con chuột này từ đâu đến vậy? Làm thế nào bà có tiền để làm chuyện này? Cho nên người vợ thú nhận tất cả mọi điều. Bà nói, những người này tuyệt đối thành tâm, tâm cống hiến của họ thật to tát, nên tôi không thể từ chối. Cho nên tôi nói với họ, tuần này là sinh nhật của ông, và theo tử vi Trung Hoa, ông tuổi Tý. Tôi bảo họ là một con chuột vàng, xin ông hãy nhận nó. Nhưng vị thầy rất thất vọng, tức giận và lớn tiếng nói. À, sao bao năm dạy dỗ bà vẫn không có chút trí huệ nào cả. Tại sao bà lại nói với họ rằng tôi tuổi Tý? Lẽ ra, bà nên nói với họ rằng tôi tuổi Sửu mới phải. Khán giả cười và vỗ tay. Master Thanh Hải, Vô Thường Sư kể, vào ngày 12 tháng 5 năm 1996 tại Campuchia, nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 244.